Xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ. Tôi tên là Tăng Khả Tú, là bác sĩ chuyên khoa da liễu. Đối với các bạn thường xuyên trang điểm thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Một là mình sẽ sử dụng các loại kem chống nắng chứa màu để thay thế cho các kem trang điểm. Hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái loại kem chống nắng mỏng nhẹ và mình sẽ bôi trên da sau cái bước kem dưỡng và trước cái bước trang điểm để giúp bảo vệ da tốt hơn. Đối với những cái bạn mà trang điểm mà mình không đi ngoài nắng, không đổ mồ hôi thì cái lớp kem chống nắng đó vẫn có tác dụng bảo vệ da sau cái lớp trang điểm của mình, cho nên các bạn cũng không cần lặp lại kem chống nắng sau mỗi 2 đến 3 giờ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.